quý vị đến với những tin tức đáng chú ý trong ngày hôm nay. Không quân Ukraine tấn công sở chỉ huy Nga ở tỉnh Belgorod. Nga tấn công gây hư hại cơ sở huấn luyện phi công của Ukraine. Ukraine phá hủy thành công kho UAV Shahed Nga. Hơn 300 lính Nga đầu hàng qua sáng kiến Tôi muốn sống. Ukraine không kích gây tổn thất cho căn cứ quân sự Nga gần Mariupol. Sự sụp đổ đau đớn của Tổng thống Ukraine Zelensky có thể xảy ra vào năm 2025. Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ ra nguyên nhân gây nên xung đột Ukraine. Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine tuyên bố vào ngày 23 tháng 6, không quân Ukraine vừa tấn công thành công sở chỉ huy của một trung đoàn súng trường cơ giới của Moscow bên trong nước Nga. Bộ Tổng tham mưu Ukraine lưu ý rằng, không quân Ukraine đã hợp tác với các nhánh khác của lực lượng phòng thủ Ukraine để thực hiện vụ tấn công. Sở chỉ huy trung đoàn súng trường cơ giới của Nga được xác định nằm ở làng Nekhotyevka ở tỉnh Belgorod. Tuyên bố của Bộ trưởng tham mưu Ukraine nhấn mạnh, các vụ nổ đã được ghi nhận là kết quả của các hoạt động chiến đấu, mục tiêu đã bị tiêu diệt thành công. Ngày 23 tháng 6, Bộ Quốc phòng Nga cũng đã ra thông báo rằng quân đội nước này vừa thực hiện đợt tập kích hiệp đồng bằng vũ khí tầm xa có độ chính xác cao phóng từ biển vào cơ sở huấn luyện phi công và kỹ thuật viên của Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố, sáng nay, tức 23 tháng 6, lực lượng vũ trang Liên bang Nga đã thực hiện một cuộc tấn công nhóm bằng vũ khí tầm xa có độ chính xác cao phóng từ biển vào cơ sở huấn luyện phi công và kỹ thuật viên bảo trì của không quân Ukraine. Mục tiêu của cuộc tấn công đã hoàn thành, tất cả các mục tiêu bị chỉ định đã trúng đòn tấn công. Song, không nêu chi tiết về mục tiêu và thiệt hại cụ thể, cũng như loại vũ khí được họ sử dụng. Tuy nhiên, không quân Ukraine ngày 23 tháng 6 cho biết, lực lượng Nga phóng 3 tên lửa hành trình Kharkiv từ chiến hạm trên biển Azov vào lãnh thổ của nước này. Hai tên lửa trong số này bị phòng không ở tỉnh Kiev bắn hạ. Tuy nhiên, không quân Ukraine không cho biết điều gì xảy ra với tên lửa thứ ba. Cũng trong ngày 23 tháng 6, Hải quân Ukraine đã công bố hình ảnh vệ tinh cho thấy họ đã phá hủy thành công một kho chứa thiết bị bay không người lái UAV Shahed ở vùng lãnh thổ Krasnodar của Krimbanga. Theo Hải quân Ukraine, hoạt động tấn công nêu trên được thực hiện với sự phối hợp của cơ quan an ninh Ukraine. Các hình ảnh vệ tinh mới nhất đã xác nhận việc phá hủy các bãi chuẩn bị phóng và kho lưu trữ thiết bị bay không người lái Shahed 136 Geran 2, các tòa nhà huấn luyện, trung tâm điều khiển và liên lạc cho các UAV này đặt tại vùng lãnh thổ Krasnodar. Ngoài vũ khí và đạn dược, Hải quân Ukraine đã xác nhận việc loại bỏ một số huấn luyện viên có trình độ, những người đã đào tạo lực lượng tham gia vào các vụ phóng UAV Shahed và một số học viên để tấn công lãnh thổ Ukraine bằng hệ thống không người lái do Iran sản xuất. Trước đó, Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết, vào ngày 21 tháng 6, lực lượng vũ trang Ukraine đã tấn công các địa điểm được sử dụng để cất trữ thiết bị bay không người lái của Nga tại Krasnodar. Ông Andriy Yusov, đại diện cơ quan tình báo quốc phòng Ukraine, đã ra một tuyên bố vào ngày 22 tháng 6, cho biết hơn 300 quân nhân Nga đã đầu hàng Ukraine thông qua sáng kiến Tôi muốn sống do chính phủ tạo ra. Ông Yusov nhấn mạnh, số người Nga sẵn sàng đầu hàng đã tăng lên chỉ trong khuôn khổ dự án này Tôi muốn sống. Hơn 300 người chiếm đóng Nga đã đầu hàng Ukraine. Một số người ngay lập tức bày tỏ mong muốn không tham gia trao đổi tù nhân, thậm chí muốn được gia nhập lực lượng an ninh quốc phòng Ukraine. Tôi muốn sống là một dự án của chính phủ Ukraine được thiết kế nhằm giúp các binh sĩ quân đội Nga đầu hàng an toàn. Dự án được khởi động vào tháng 9 năm 2022 bởi Trung tâm Điều phối Đối đãi với Tù nhân Chiến tranh, hoạt động với sự hỗ trợ của Bộ Quốc phòng Ukraine và Tình báo Quốc phòng Ukraine. Vào ngày 10 tháng 5 năm 2024, ông Yusov báo cáo rằng dự án Tôi muốn sống đã nhận được hơn 35.000 đơn đăng ký tính đến thời điểm công bố. Những người Nga muốn đầu hàng chủ yếu là các quân nhân đang tại ngũ của Nga, với 260 người đã đầu hàng Ukraine thành công thông qua dự án này. Thông tin sơ bộ cho thấy, cuộc tấn công của Ukraine vào thành phố Mariupol đã đánh trúng một căn cứ quân sự của Nga. Cuộc tấn công đã khiến cho 5 thiết bị quân sự của Nga và một hệ thống phòng không bị hư hại. Ông Andriy Yushchenko, cố vấn của thị trưởng Mariupol do Ukraine bổ nhiệm cũng cho biết, các cuộc không kích khác đã xảy ra tại một sân tập gần làng Stary Skrim và căn cứ quân sự của Nga gần phòng nhập ngũ ở Nikolske, gây ra thiệt hại nặng nề về cơ sở cũng như thương vong đáng kể về người. Nhiều xe cứu thương đã được nhìn thấy lũ lượt đến hiện trường vụ tấn công. Các xe cứu thương được cho là có thể chở binh lính bị thương hoặc hy sinh trong cuộc không kích. Mariupol, thành phố nằm trên bờ biển Azov, từng là cảng nhộn nhịp thứ hai ở Ukraine trước khi Nga bắt đầu cuộc xung đột.
vào tháng 2 năm 2022. Đây cũng là mục tiêu chiến lược mà Nga quyết định kiểm soát trong giai đoạn chiến sự, bởi thành phố án ngữ hành lang trên bộ mà Nga thiết lập, nối từng vùng Donbass tới bán đảo Crimea. Sau hơn 80 ngày bao vây, lực lượng Nga đã thành công kiểm soát thành phố vào tháng 5 năm 2022. Mariupol là một trong những đô thị nằm trong khu vực được Nga tuyên bố sáp nhập vào đầu tháng 10 năm 2022 và đang đẩy nhanh quá trình tái thiết. Quân đội Nga đã xây dựng một quận hoàn toàn mới, gồm hàng chục tòa chung cư ở phía tây thành phố. Hệ thống sưởi, nước sinh hoạt và nguồn cung cấp điện của thành phố đều đã được khôi phục. Xe buýt đã hoạt động trở lại, thường xuyên kín khách. Không ít trường học, bệnh viện và cửa hàng ở Mariupol cũng đã nối lại hoạt động. Các quan chức Ukraine cáo buộc Moscow đã quân sự hóa Mariupol, biến thành phố này trở thành căn cứ chiến lược khổng lồ, phục vụ cho các hoạt động quân sự của Nga ở Ukraine. Tổng thống Nga Vladimir Putin tin rằng phương Tây có ý định đổ lỗi cho mọi quyết định không được lòng dân cho Tổng thống Ukraine Zelensky và có thể thay thế ông bằng người khác trong nửa đầu năm tới. Hãng thông tấn TASS dẫn lời ông Putin ngày 21 tháng 6, có một phán quyết của Tòa Hiến pháp của Ukraine được đưa ra vào năm 2015, trong đó nêu rõ nhiệm kỳ Tổng thống Ukraine chỉ được kéo dài trong 5 năm và thế là xong. Đúng hơn thì chúng ta đang nói về điều gì? Đó là phương Tây vẫn chưa muốn thay thế ông ấy bây giờ, vẫn chưa phải lúc. Nhà lãnh đạo của Nga lưu ý thêm, tôi đã nói rồi, nhưng tôi nghĩ điều này ai cũng rõ, mọi quyết định không được lòng dân, trong đó có việc hạ độ tuổi nhập ngũ, đều sẽ bị đổ lỗi cho ông ấy. Thế là xong, sau đó ông ấy sẽ bị thay thế. Tôi tin rằng tất cả những điều đó sẽ xảy ra trong nửa đầu năm tới. Nhà lãnh đạo của Nga cũng tiết lộ, các luật sư của Nga đã phân tích hiến pháp của Ukraine về mối tương quan giữa lệnh thiết quân luật và quyền lực của Tổng thống. Ông lưu ý, mọi thứ đều được quy định ở đó, rằng trong trường hợp thiết quân luật và các quyền lực bao gồm cả quyền lực của Tổng thống sẽ thuộc về Chủ tịch Quốc hội. Luật thiết quân luật quy định rằng các cuộc bầu cử Tổng thống sẽ không được tổ chức trong thời chiến sự, nhưng nó không nói rằng quyền lực của Tổng thống sẽ được kéo dài quá thời hạn 5 năm. Điều đó có nghĩa là thời gian của ông Zelensky đã hết. Nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh, nhiệm kỳ Tổng thống 5 năm của ông Volodymyr Zelensky vốn kết thúc vào 20 tháng 5 năm 2024, khi nhậm chức cách đây 5 năm. Ông Zelensky hứa sẽ mang lại hòa bình cho Ukraine, loại bỏ tận gốc tầng lớp tinh hoa, tham nhũng và chỉ giữ Tổng thống một nhiệm kỳ. Tuy nhiên hiện Ukraine đang có xung đột với Nga, Ukraine không thể tổ chức bầu cử vì luật thuyết quân luật. Do đó nhiều ý kiến cho rằng ông Zelensky bị cáo buộc tìm cách chiếm đoạt quyền lực. Một số luật sư Ukraine đã chỉ ra rằng sau ngày 20 tháng 5, ông Zelensky sẽ trở thành quyền Tổng thống cho đến khi có cuộc bầu cử tiếp theo. Tuy nhiên những người phản đối lại giải thích luật theo cách lập luận rằng Chủ tịch Quốc hội Ukraine mới là người nên trở thành quyền Tổng thống, theo quy định của Hiến pháp và giống như cách diễn giải của Tổng thống Putin. Về phần mình, Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố tính hợp pháp của ông chỉ có thể được người dân Ukraine quyết định và công nhận, bác bỏ việc Tổng thống Putin cho rằng ông đã hết nhiệm kỳ và quyền lực Tổng thống nên được chuyển sang cho Chủ tịch Quốc hội. Cựu Tổng thống Mỹ, ứng cử viên Tổng thống năm 2024 Donald Trump cho rằng những lời lẽ khiêu khích của Tổng thống Mỹ Joe Biden và chính quyền của ông về việc Kiev gia nhập NATO đã kích hoạt sự can thiệp của Nga vào Ukraine. Trong cuộc trò chuyện về chính sách đối ngoại với người đồng dẫn chương trình Postcard 20 tháng 6, ông Trump đã nói, trong 20 năm, tôi đã nghe nói rằng nếu Ukraine gia nhập NATO thì đó sẽ là một vấn đề thực sự đối với Nga. Tôi đã nghe nói điều đó từ rất lâu rồi và tôi nghĩ rằng đó thực sự là lý do vì sao cuộc chiến này bắt đầu. Ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa cho rằng chưa hề có cuộc thảo luận nào về xung đột vũ trang giữa Ukraine và Nga khi ông còn ở Nhà Trắng. Nhưng ngay khi ông Biden lên thay thế, mọi chuyện đã bắt đầu xấu đi. Ông Trump nói, tôi nghĩ rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin có thể. Hãy nhìn xem, ông ấy là một nhà đàm phán giỏi. Ông ấy đã nghĩ ông ấy sẽ làm điều đó vì mục đích đàm phán. Rồi đột nhiên họ tấn công và tôi nói chuyện gì đang xảy ra vậy. Theo cựu Tổng thống, một trong những vấn đề then chốt là những lời lẽ khoa trương từ Nhà Trắng. Ông Trump cho rằng ông Biden đã nói những điều sai trái và một trong những điều sai lầm là ông ấy đã nói không Ukraine sẽ nhập NATO. Người dẫn chương trình Shack đã nhớ lại vào khoảng tháng 1 năm 2022, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã nói với Moscow rằng Ukraine sẽ gia nhập NATO và Washington cho rằng việc đặt vũ khí hạt nhân ở đó là ổn. Ông lưu ý, vì vậy, không có gì ngạc nhiên khi người Nga tấn công. Ông Trump trả lời, giả sử bạn đang điều hành nước Nga, bạn sẽ không vui lắm đâu, và điều đó luôn luôn bị loại bỏ. Người ta luôn hiểu rằng đó là điều không nên. Ông nói thêm khi đề cập đến khả năng Kiev có thể trở thành thành viên NATO.
Ông Trump nói rằng việc đưa ra ý tưởng về Ukraine gia nhập NATO là rất khiêu khích, và bây giờ nó thậm chí còn khiêu khích hơn nữa. Tôi thường xuyên nghe thấy họ nói về việc Ukraine gia nhập NATO, và bây giờ tôi nghe nói Pháp muốn vào chiến đấu. Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gửi lời chúc may mắn tới Pháp vào cuối chương trình. Nội dung vừa rồi đã kết thúc bản tin của chúng tôi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!